khám xét khẩn cấp chỗ ở người cầm đầu lôi kéo người dân, gây dối trật tự công cộng. Tình tiết lá trong vụ bé gái mất tích được tìm thấy ở dãy cà phê. Truy tìm người phụ nữ cuốm hơn 1 tỷ đồng và iPhone 14 Pro Max của công ty. Bắt đầu xe quay clip, hai thanh niên ở Con Tum bị công an mời làm việc. Tạm giữ hình sự tài xế xe kéo lơ móc, chống đối cảnh sát giao thông. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube báo Lao động. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật trong những giờ qua. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Thưa quý vị, liên quan đến vụ gây rối tại cảng Nghi Sơn gây xôn xao dư luận vừa qua, mới đây lực lượng chức năng đã khám xét chỗ ở người cầm đầu trong vụ việc nói trên. Liên quan đến vụ việc, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được Ngày 28 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thị xã Nghi Sơn đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Cao Thị Lĩnh, sinh năm 1991, ở thôn Hà Đông, xã Hải Hà, Thị xã Nghi Sơn. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ một số tài liệu quan trọng phục vụ điều tra vụ án. Trước đó, ngày 27 tháng 10, trao đổi với lao động, ông Mai Sĩ Lân, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, hàng chục người vẫn tập trung tại khu vực cảng số 3, dự án cảng container Long Sơn ở xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, nhằm phản đối việc thi công công trình này. Ông Lân cho hay, người dân tập trung đến khu vực cảng số 3 này từ ngày 7 tháng 10. Đến hôm nay, họ vẫn đến đây để phản đối việc thi công. Ông Lân cho biết, hiện là thời điểm tốt để đánh bắt moi. Tuy nhiên, một số người dân không đi đánh bắt mà tập trung đến đây Chính quyền địa phương vẫn tiếp tục kiên trì, tuyên truyền để người dân hiểu về lợi ích tầm quan trọng và ủng hộ việc thực hiện dự án cảng biển này. Ông Lân thông tin, ngoài ra, lực lượng chức năng cũng mời một số người có tư tưởng lôi kéo, kích động lên làm việc. Khi ổn định tình hình thì mới triển khai việc thi công cảng. Trước đó, như lao động đã thông tin, nhiều ngày qua, người ở xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung đến khu vực bến cảng số 3 thuộc dự án cảng container Long Sơn và tụ tập trước cổng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hải Hà nhằm phản đối việc thực hiện dự án này. Theo người dân, việc họ tập trung đến các địa điểm trên để phản đối việc triển khai xây dựng đến cảng số 3, bởi nếu thực hiện việc xây dựng dự án này sẽ ảnh hưởng tới nhiều hộ dân làm nghề đánh bắt thủy hải sản tại đây, thậm chí khiến họ mất việc làm. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn cho biết dự án cảng container Long Sơn do công ty trách nhiệm hiếu hạn Long Sơn đầu tư là dự án thuộc danh mục các dự án đầu tư lớn trọng điểm của tỉnh. Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 2837 qd UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016. Việc triển khai đầu tư xây dựng dự án là rất cần thiết nhằm hình thành, phát triển khu vực cảng container chuyên dụng đầu tiên tại cảng Nghi Sơn. Tuy nhiên, khi bắt đầu triển khai dự án, thì một số người dân phản đối do lo ngại ảnh hưởng tới ngư trường và nơi neo đậu tàu thuyền của bà con. Mới đây tại Lâm Đồng, lực lượng chức năng đã thành công tìm thấy bé gái mất tích sau hơn một đêm tìm kiếm. Tuy nhiên, tại thời điểm thấy bé, cháu liên tục khóc với tâm lý lo sợ, hoang mang. Ngày 28 tháng 10, công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau một đêm tìm kiếm, đến khoảng 10 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu Lương Diễm Lờ, 9 tuổi, ngụ tại thôn 11, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, trong một vườn cà phê. Nhưng khi được tìm thấy, cháu Lờ lại liên tục khóc, cho thấy tâm lý bé hoang mang, lo sợ, bất an. Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 27 tháng 10, công an huyện Di Linh tiếp tục nhận tin báo từ gia đình về việc cháu Lờ mất tích, cần được hỗ trợ tìm kiếm. Ngay sau đó, lãnh đạo công an huyện Di Linh đã huy động hơn 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Hòa Bắc và công an xã nhanh chóng vào cuộc triển khai các biện pháp tìm kiếm cháu lờ. Đồng đảo người dân và các đoàn thể tại xã Hòa Bắc cũng được huy động vào cuộc tìm kiếm cháu lờ. Các lực lượng đã cùng nhau tỏa ra các ngóc ngách, vườn tược trong bán kính nhiều km tại thôn 10 xã Hòa Bắc, nơi cháu lờ được xác định mất tích. Đến khoảng 10 giờ sáng ngày 28 tháng 10, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy cháu L trong một vườn cà phê tại thôn 10, xã Hòa Bắc. Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, vào chiều ngày 27 tháng 10, cháu L đến học múa tại nhà cô giáo ở thôn 11. Sau đó, hai người chị gái của cháu L đi xe đạp đến đón cháu cùng tới nhà ông nội ở thôn 10, xã Hòa Bắc. Lúc đi trên đường, giữa cháu L cùng một người chị gái xảy ra mâu thuẫn nên cháu L đã xuống xe. Sau khi tới nhà ông nội, hai người chị gái đã quay lại nơi cháu l xuống xe tìm kiếm nhưng không thấy lúc này mẹ cháu l là chị nguyễn thị hát đến nhà cô giáo đón con thì được báo cháu đã đi về cùng hai chị gái sau đó cả gia đình cùng đi tìm kiếm cháu l trong nhiều giờ đồng hồ nhưng vẫn không thấy cháu đâu quá lo sợ cho sự an toàn của cháu l nên gia đình đã trình báo cơ quan công an nhờ hỗ trợ hiện công an huyện di linh đang tập trung phối hợp với gia đình và những người liên quan cùng xác minh làm rõ nguyên nhân Ngày 29 tháng 10, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang truy tìm đối tượng Phạm Thị Trang, sinh năm 1989, ở xã Tống Phan, huyện Phù Cử, Hương Yên, do liên quan vụ án, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Trang làm trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện nội thất. Khoảng tháng 2 năm 2023, qua người quen giới thiệu, anh Hát, giám đốc công ty KH, có địa chỉ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, kết nối với Trang để hợp tác công việc. Đầu tháng 4 năm 2023, Phạm Thị Trang giới thiệu công ty KH ký hợp đồng kinh tế với anh PDD, trú tại tỉnh Hải Dương, để hoàn thiện công trình nội thất tại địa chỉ Sa Biển 171 và San Hô 19118 thuộc khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, với giá trị hơn 1,1 tỷ đồng. Theo thỏa thuận giữa hai bên, sau khi nghiệm thu công trình xong, anh Đê thanh toán cho công ty KH là hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này sẽ chuyển vào tài khoản của Trang tại ngân hàng ACB. Tuy nhiên, sau khi anh D chuyển đầy đủ tiền cho Trang, đối tượng đã không chuyển lại cho công ty KH. Phía công ty nhiều lần liên hệ và yêu cầu Trang chuyển lại số tiền này cho công ty để quyết toán cho các nhà thầu phụ, nhưng Trang lấy nhiều lý do trốn tránh, chặn liên lạc. Ngoài ra, quá trình làm việc, công ty KH có giao cho Trang một chiếc điện thoại iPhone Pro Max trị giá 35 triệu đồng để Trang làm phương tiện phục vụ công việc trên chàng cũng không trả lại chiếc điện thoại này cho công ty. Trước sự việc trên, giám đốc công ty KH đã gửi đơn tố giác tới công an quận Thanh Xuân. Cơ quan kiểm sát điều tra công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy tìm Phạm Thị Trang để phục vụ công tác điều tra. Ngày 29 tháng 10, công an thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết đã tiến hành xử phạt hai trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy bốc đầu chạy một bánh trên đường phố, sau đó quay clip đăng lên mạng xã hội TikTok trước đó công an thành phố con tum đã tiếp nhận hai đoạn video do người dân cung cấp tố giác hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông của một số nam thanh niên điều khiển xe máy chạy một bánh trên đường phố thuộc địa phận thành phố con tum sau đó lãnh đạo công an thành phố con tum đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông trật tự phối hợp với công an các xã phường xác minh làm rõ thông tin theo đoạn video người dân cung cấp qua tiến hành giả soát tra cứu thông tin, xe máy trong video mang biển số 82B206797 do NTT, 17 tuổi, trú tại phường Thắng Lợi, thành phố Con Tum, đứng tên sở hữu. Công an đã mời T đến trụ sở công an phường Quyết Thắng làm việc. Bước đầu T khai nhận, vào trưa ngày 27 tháng 8, T điều khiển xe máy biển số 82B206797 lưu thông trên đường Trần Phú, chạy bằng một bánh và được một người bạn đi cùng quay phim lại, sau đó đăng tải lên TikTok. Sau khi xác định chính xác, công an thành phố Con Tum đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nêu trên với số tiền hơn 4 triệu đồng. Tương tự, AK, 18 tuổi, chú làng Con Cửa Tu, xã Đắc Rôa, thành phố Con Tum, cũng điều khiển xe máy biển số 82B-08650 bốc đầu chạy một bánh trên đường tránh thành phố Con Tum, rồi quay clip đăng lên TikTok. Sau khi tiếp nhận video, cơ quan công an đã tiến hành mời ca đến làm việc. Tại cơ quan công an, ca đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an thành phố Con Tum cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 5,4 triệu đồng đối với ca. Xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác liên quan đến vụ việc tài xế xe kéo rơ móc vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, không chấp hành hiệu lệnh mà còn lăng mạ cảnh sát giao thông. Mới đây, lực lượng chức năng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự với tài xế nói trên. Ngày 29 tháng 10, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an thông tin việc lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự một tài xế có hành vi chống người thành công vụ. Theo thông tin, đêm ngày 27 tháng 10, tổ tuần tra của Trạm Cảnh sát Giao thông Vĩnh Tuy thuộc phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Giang phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 23C07336 kéo theo rơ móc biển số 23R00467 do Lương Văn Duy, 33 tuổi, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, điều khiển hướng Tuyên Quang đi Hà Giang có dấu hiệu vi phạm. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Duy không chấp hành mà liên tục điều khiển xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã sử dụng xe ô tô chuyên dụng truy đuổi, yêu cầu Duy dừng và điều khiển xe quay lại trạm cảnh sát giao thông Vĩnh Tuy. Kết quả kiểm tra, phương tiện này vượt quá tải trọng cho phép là 91,6%. Riêng tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,011mg trên một lít khí thở. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi vi phạm tải trọng và nồng độ cồn đối với Lương Văn Duy. Tài xế này còn không chấp hành mà có lời nói chửi bới, lăng mạ lực lượng cảnh sát giao thông. Duy còn điều khiển xe chắn ngang đường quốc lộ gây ách tắc giao thông. Tiếp đó, Duy xuống xe tiếp tục có lời nói lăng mạ, không chấp hành lực lượng chức năng làm việc sẽ thấy hành vi của Lương Văn Duy có dấu hiệu chống người thành công vụ. Tổ công tác đã phối hợp với công an thị trấn Vĩnh Tuy lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với tài xế này. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bắc Quang, Hà Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Duy và tiến hành các thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật thời gian qua trên địa bàn tỉnh lào cai liên tiếp xảy ra mưa lớn khiến nhiều khu vực bị sạt lở lũ quét gây mất an toàn lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai việc di rời người dân đến nơi an toàn tuy nhiên khi di rời nhà ở bà con vùng cao thường phải chọn tuổi chọn ngày và kiên kỵ nhiều vấn đề khác dẫn đến việc chuyển đến nơi mới trước mùa mưa bão gặp nhiều khó khăn trao đổi với phóng viên báo lao động ông phản phủ Seng, chủ tịch ubnd xã liên minh thị xã sapa cho biết Trận lũ ống ngày 12 tháng 9 vừa qua khiến 7 người trên địa bàn tử vong. Nhiều nhà dân cùng các trang trại nuôi cá nước lạnh, cá hồi, cá tầm bị lũ cuốn trôi. Đến nay vẫn chưa thể khắc phục hậu quả. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Minh, sau mỗi đợt mưa lớn kéo dài lại phát sinh các hộ ở khu vực nguy hiểm cần di chuyển, dẫn đến khó chủ động trong công tác sắp xếp dân cư, tránh nguy cơ giạt lở. Chưa kể, một số hộ dân còn có tính chủ quan nên mặc dù hộ gia đình nằm trong diện nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhưng trần trừ không di chuyển. Là địa phương hứng chịu nhiều trận lũ ống, lũ quét nhất từ đầu năm đến nay, ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND thị xã Sapa chia sẻ, Sapa gặp phải nhiều thách thức trong công tác phòng chống thiên tai cũng như việc di dân ra khỏi vùng thiên tai. Trong đó, quy đất và kinh phí là hai khó khăn lớn nhất. Cụ thể như việc bố trí đất để nhân dân di chuyển gặp nhiều khó khăn do địa hình chia cắt phức tạp, đất có độ dốc lớn, nhiều hộ dân trong diện nguy hiểm nhưng không tự bố trí được đất hoặc địa điểm di chuyển đến không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trong khi đó xã phường không có quỹ đất để bố trí dẫn đến người dân không thể thực hiện di chuyển được ngoài ra phong tục của đồng bào vùng cao xem tuổi dựng nhà và thường làm vào vụ nông nhàn nên gây nhiều khó khăn cho công tác vận động di chuyển Đơn cử như năm 2022, tổng số hộ dân cần di chuyển là 43 nhưng chỉ có 22 hộ thực hiện. Ông Phạm Phú Chạt, một trong những hộ dân cần di rời khỏi khu vực có nguy cơ thiên tai nói: Bao đời nay chúng tôi sinh sống theo từng cụm, toàn là anh em họ hàng nên nếu di rời đến nơi ở mới, bà con nguyện vọng được ở gần nhau. Tuy nhiên, chính quyền bảo đã hết quỹ đất, không thể bố trí cho các hộ dân tái định cư tại một điểm nên chúng tôi vẫn chờ để công tác phòng chống thiên tai và sắp xếp dân cư được hiệu quả ủy ban nhân dân thị xã sapa đang bố trí thêm quỹ đất cho các hộ nằm trong khu vực sạt lở di rời đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến thực hiện tốt nội dung luật phòng chống thiên tai đến từng bản làng nhiệm vụ trọng tâm là các xã phường thường xuyên giả soát các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở sắp xếp ngay cho các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở ra khỏi khu vực thiên tai chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã sapa cho biết chúng tôi cũng đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống cảnh báo và cấp kinh phí hỗ trợ, thực hiện di chuyển tập trung, xen ghép cho các hộ nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở. Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp tên định danh cho các số điện thoại của các đơn vị và các nhà mạng viễn thông. Hiện thông tin này đang được nhiều người dân đồng tình ủng hộ bởi sẽ hạn chế các trường hợp lừa đảo qua mạng. Ngày 27 tháng 10, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo cục viễn thông triển khai cấp tên định danh cho các số điện thoại là các số đường dây nóng của các đơn vị thuộc bộ và các nhà mạng viễn thông di động cố định. Thời gian qua, khi các cuộc gọi mạo danh có xu hướng ngày càng tăng cao, khiến nhiều người dân rất bức xúc. Là nhà tôi là như thế là đã bị mấy lần rồi, vợ cũng bị rồi mà chồng cũng bị rồi. Tức là gọi điện đến nói rằng là tài khoản của bạn ở ngân hàng có vấn đề nợ thế kia, chúng tôi là công an hoàn kiếm. Thế là nhưng mà rất may là nhà cô lại ở gần công an Hoàn Kiếm thì là chú cầm luôn cái điện thoại ấy sang đưa cho công an Hoàn Kiếm luôn Những cái trường hợp như vậy mình cũng đã từng gặp rồi Họ gọi điện cho mình và họ quấy rối Họ hỏi những thông tin mà mình không muốn tiết lộ Thì thực sự là cái vấn đề đấy không chỉ riêng mình Và là tất cả những người dân Đặc biệt là những cô chú lớn tuổi Thì mình nghĩ là thực sự những điều đó là gây khó chịu cho người dân của chúng ta Nghe tin Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp tên định danh cho các số điện thoại của các đơn vị và các nhà mạng viễn thông di động, người dân tỏ ra vô cùng hứng khởi và đồng tình trước thay đổi này. Thì đây là một điều vui mừng bởi vì nó làm à, minh bạch về thông tin à của những cuộc gọi để cho người dân. Điều này thì à, bản thân tôi là một người dân à, sống trong xã hội cực kỳ là tiện nhân và là hoan nghênh à, sự quan tâm của các chính quyền đã làm rõ minh bạch về thông tin sự an toàn đảm bảo an ninh. Mình cảm thấy rất là đồng tình với lại ý kiến này vì nó sẽ giúp cho người dân không bị kiểu các số lạ gọi đến nữa và mọi người có thể biết rằng là ai đã gọi đến cho mình. Bên cạnh sự ủng hộ, người dân cũng mong rằng trong thời gian gần nhất, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có những biện pháp tăng cường để giảm thiểu những cuộc gọi từ sim giác, số lạ nhằm lừa đảo gây phiền toái. Phần cuối bản tin là những cập nhật mới nhất về tình hình thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ chiều ngày 29 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, Bắc và Trung Trung Bộ khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Theo đó, từ sáng ngày 30 tháng 10 đến sáng ngày 31 tháng 10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Ngày và đêm 29 tháng 10, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rông cục bộ, có mưa to với lượng mưa 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Cảnh báo mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày mùng 2 tháng 11. Về tình hình thủy văn, các sông khu vực Bắc Bộ, mực nước sông Hồng tại Hà Nội và mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7 giờ ngày 29 tháng 10, mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,22 m. Trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,73 m. Dự báo đến 7 giờ ngày 30 tháng 10, mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 1,4 m. Trong 36 giờ tới, mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức 0,8 m. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube báo Lao động để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.